poursuivre. Van not. Qu'est-ce que ça veut dire? Un à peine. C'est comme okay. À peine violent. Oui, il est encore petit, il ne sait pas manger encore. Il est encore trop petit quand. Il est joli, hein. Oui. Il est joli, hein. Regarde. On va voir le bébé. Tu te souviens le bébé? Bác mình đã cho bác cho con chơi với bò nhà bác đi. Đấy, on va les voir passer sur le pont, regarde. Avec les bébés là, regarde. Nó thích cho bò ăn. Cái con nhỏ này nó hiền chứ. Nó không biết ăn, nó hiền nhưng mà nó ngửi cho nó thích. Mấy con kia nó tránh con này, nó không tránh, nó ngửi. Con cảm ơn bác đi con. Con cảm ơn bác. Bye bye. Con cảm ơn bác con. Bây giờ đi về đâu? Cháu về Đồng Phú. Vâng. Thế cậu ở đâu ra chơi hả? Come, papa.